Chào mọi người nha, mình là Duẩn cho thuê văn phòng. Mình làm video này rất là muốn giới thiệu cho mọi người đến một cái văn phòng với giá thuê rất là rẻ mà hôm nay bên công ty mình vừa mới khai thác xong. Văn phòng này có giá thuê là chỉ có 8 đô một mét vuông trên một tháng. Một cái mức giá mình thấy nó rất là rẻ tại kể cả khu vực Cầu Giấy, Đống Đa hay là khu vực Thanh Xuân. Văn phòng này có vị trí tại khu vực Đống Đa. Vị trí này ngay gần các cái tuyến đường chính như là Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương và Nguyễn Ngọc Vũ. Văn phòng này có diện tích là 350 m² với giá thuê là 8 đô một mét vuông trên một tháng, tính ra là sẽ là khoảng tầm 65 triệu một tháng. Và giá thuê này đã bao gồm những cái gì? Giá thuê này đã bao gồm chi phí dịch vụ cơ bản như là điện hành lang, tiền nước nhà vệ sinh, tiền bảo trì thang máy, rồi là an ninh bảo vệ. Ngoài ra miễn phí 30 xe máy và một ô tô. Đấy, diện tích văn phòng 350 m² thì bàn giao có những cái gì? Bàn giao thì có đầy đủ trần sàn điều hòa, thông sàn. Tòa nhà văn phòng này là một cái tòa nhà văn phòng chuyên nghiệp, có hầm để xe, có thang máy, có an ninh bảo vệ, có chỗ đỗ xe ô tô. Và đặc biệt là tòa nhà này không giới hạn cái số lượng nhân sự, không giới hạn về giờ làm việc. Mọi người có thể làm việc đến hết đêm cũng được. Và đặc biệt cái chi phí làm thêm ngoài giờ rất là rẻ, chỉ có 30.000 một giờ trên toàn bộ diện tích là 350 m². Mặt bằng thì có hai nhà vệ sinh, nam nữ riêng biệt, hành lang rất là rộng. Đấy. Và hình thức thanh toán thì sẽ là thanh toán 6 tháng, đặt cọc 1 tháng. Và thời gian để setup thi công văn phòng là từ 10 ngày cho đến 15 ngày. Văn phòng này thì mình thấy rất là phù hợp với lại các đơn vị làm về bên bất động sản này, làm về bên trung tâm đào tạo này. Đấy, hoặc là làm về bên kinh doanh online này, các đơn vị mà thường xuyên làm việc đến muộn, thường xuyên làm việc đến tối và thậm chí là có thể làm việc qua đêm. Đặc biệt hơn nữa là phù hợp với lại các đơn vị, các công ty có đông nhân sự, vì tòa nhà, rất là nhiều tòa nhà có giới hạn cái số lượng nhân sự khi mà làm việc. Thì với cái diện tích này ấy, thì mọi người có thể ngồi làm việc đến cái số lượng người khoảng tầm 70 cho đến 80 người. Nếu như mà sắp xếp được hơn thì cũng được. Và tòa nhà thì họ sẽ không chú ý quá nhiều về cái số lượng nhân sự. Anh chủ đầu tư thì cũng rất là dễ tính, rất là tạo điều kiện cho các cái đơn vị mà khi mà thuê văn phòng tại đây. Hợp đồng thuê thì sẽ là tối thiểu từ 2 năm. Đấy, thanh toán 6 tháng, đặt cọc 1 tháng. Mọi người mà có cái nhu cầu mà cần thuê văn phòng từ 270 m² cho đến khoảng tầm 350 m² thì có thể tham khảo văn phòng này nhé. Mọi người biết ai đang có cái nhu cầu cần tìm văn phòng như thế thì có thể liên hệ với mình. Mình sẽ hỗ trợ mọi người để đi xem văn phòng, để thuê văn phòng này. Cảm ơn mọi người xem video nha.